dunk. Oh, he's got him! Vietnam are through to the semi-finals. They take on Qatar. Drama, rama, they score every single one of their penalty kicks. Bashar Reza missing for Iraq. Vietnam making history. Bùi Tiến Dũng bắn vào. Chúng ta đã có mặt ở bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ của Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình, và khi quay lại thì là sự ngọt ngào, một sự ngọt ngào đến kỳ diệu, hoàn toàn xứng đáng thôi. Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại của chúng ta trước một đội bóng đến từ câu chuyện của Nghi Châu Lục. Bùi Tiến Dũng bắn vào. Rất nhiều người hâm mộ của Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình, và khi quay lại thì là sự ngọt ngào, một sự ngọt ngào đến kỳ diệu, hoàn toàn xứng đáng thôi. Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại của chúng ta trước một đội bóng đến từ câu chuyện của Nghi Châu Lục.